Chất lượng của bài giảng hay là bài thuyết trình không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn phụ thuộc vào kỹ năng trình bày, phong thái, cách diễn đạt. Một trong số đó chính là sự tự tin và tương tác với người học, với khán giả. Thay vì chúng ta chỉ ngồi gần và thao tác trên máy tính, thì bút trình chiếu PowerPoint không dây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, làm bạn tự tin hơn và giúp chúng ta tương tác tốt hơn giữa các nội dung và cả với người học. Sau khi mở file PowerPoint trên máy tính, chúng ta sẽ lấy đầu thu ở đuôi của bút trình chiếu và gắn vào ngõ USB trên máy tính. Chuyển lẫy sang on và bắt đầu sử dụng. Để sử dụng bút, chúng ta có 4 phím chức năng. Bấm giữ phím mũi tên đi lên, chúng ta sẽ bắt đầu trình chiếu. Với phím mũi tên đi lên và xuống sẽ thay đổi hiệu ứng và chuyển cảnh. Nếu cần thuyết trình nhưng không cần trình chiếu thì bạn bấm giữ phím mũi tên đi xuống, chúng ta sẽ có màn hình đen. Và bấm nhẹ sẽ trở lại slide đang trình chiếu. Phím vuông ở trên cùng đó chính là phím siêu liên kết, giúp chúng ta chọn được những liên kết khác đang có trên máy tính. Và hơn nữa, đó chính là phím đèn laser sẽ giúp nhấn mạnh trọng tâm hay cần chỉ rõ vấn đề mà chúng ta cần muốn giới thiệu đến người xem. Không cần dây nhợ loằng nhằng cũng như sử dụng pin rời, sau mỗi lần sạc đầy với dây sạc kèm theo khi chúng ta mua bút thì vô tư sử dụng trong khoảng thời gian dài. Còn về giá cả của bút thuyết trình PowerPoint không dây thì quá ok, chưa tới 3 tô phở mà quá nhiều tiện ích. Nhanh tay sắm ngay em nó để thuận lợi trong việc giảng dạy nha các thầy cô. Bên cạnh đó, những nhà thuyết trình thì tự tin hơn và thành công hơn trong bài thuyết trình nha.